Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhất Các Vua, chương 1. Vua David đã già, tuổi cao, và mặc dầu người ta đắp áo cho người cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng: xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ đẹp và gặp được Abishag người Shunem, dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự, nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Vả Adonija, con trai Hagit tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng: cớ sao mày làm như vậy? Vả lại Adonija rất đẹp, sinh ra kế sau Absalom. Người bàn tính với Joab, con trai của Seruya, và với thầy tế lễ Abiatha, hai người theo phe Adonija và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sadoc và Benaya, con trai Jehoiada, Nathan thầy tiên tri, Shimei, Rei và các dõng sĩ của David không theo phe Adonija. Adonija dâng những chiên bò và bò con mập bên hòn đá Sohelet ở cạnh giếng Enrogen, rồi mời anh em mình là các con trai của vua và hết thảy những người Juda phục sự vua. Nhưng người chẳng mời Nathan là đấng tiên tri, Benaya, các dõng sĩ cùng Salomon em mình. Bây giờ Nathan nói với Bathsheba, mẹ của Salomon mà rằng: bà há chẳng hay rằng Adonija, con trai Hagit đã làm vua mà David chúa ta chẳng hay biết sao? Thế thì bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng: ôi vua chúa tôi, chúa há chẳng có thề cùng con đòi của chúa rằng: con trai ngươi là Salomon ắt sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy cớ sao Adonija trị vì? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau làm cho quả quyết các lời của bà. Vậy Bathsheba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abishag người Shunem hầu hạ người. Bathsheba cúi mình xuống và lại trước mặt vua. Vua hỏi rằng: ngươi muốn chi? Bà tâu rằng: chúa tôi ơi, chúa đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng: Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua chúa tôi, nhưng bây giờ Adonija làm vua mà chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thảy các vương tử với Abiatha thầy tế lễ và Joab quan tổng binh, nhưng người không mời Salomon kẻ tôi tớ vua. Ôi vua chúa tôi, cả Israel đều xây mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là chúa tôi. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Bà đang còn tâu với vua thì tiên tri Nathan đến. Người ta đến thưa cùng vua rằng: này có tiên tri Nathan. Nathan ra mắt vua, sắp mình xuống trước mặt người mà lại và nói rằng: ôi vua chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonija sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Thật vậy, ngày nay người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng và thầy tế lễ Abiatha. Kìa, họ ăn uống tại trước mặt người và la lên rằng: Adonija vạn tuế.
còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Sa Đốc, Benaya, con trai Jehoiada và Salomon tôi tớ vua, thì người chẳng có mời. Việc này há phải bởi vua chúa tôi mà ra, và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vua, phải ngồi trên ngai của vua chúa tôi. Vua David đáp rằng, hãy gọi Bát-sê-ba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. David bèn thề mà rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta, thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. Bát-sê-ba cúi mặt xuống đất và lại trước mặt vua mà tâu rằng, nguyện vua David chúa tôi vạn tuế. Đoạn vua David nói, hãy gọi cho ta thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than và Benaya con trai của Jehoiada. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. Rồi vua nói với họ rằng, hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Salomon con trai ta lên cởi con la của ta, rồi đưa nó đến Gi-hôn. Ở đó thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than phải xức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng, vua Salomon vạn tuế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Juda. Benaya, con trai Jehoiada tâu cùng vua rằng, Amen, Jehovah Đức Chúa Trời của vua chúa tôi cũng phán định như vậy. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thế nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thế ấy, và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của vua David là chúa tôi. Đoạn, thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya, con trai Jehoiada, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đều đi xuống, đỡ Sa-lô-môn lên cởi con la của vua David, rồi đưa người đến Gi-hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và xức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng, vua Sa-lô-môn vạn tuế. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng la của họ. Adoniya và hết thảy kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc Joab nghe tiếng kèn thì nói, sao trong thành có tiếng xôn xao ấy? Người hãy còn nói, kìa Jonathan, con trai thầy tế lễ Abiatha chợt đến. Adoniya nói với người rằng, hãy vào, vì ngươi là một tay dõng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành. Nhưng Jonathan đáp với Adoniya rằng, thật trái hẳn, vua David chúa chúng ta đã lập Salomon làm vua. Vua có sai thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya con trai Jehoiada, người Kê-rê-thít cùng người Phê-lê-thít đi theo người, và họ đã đỡ người lên cởi con la của vua. Đoạn tại Gi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua. Họ đã từ đó trở lên cách reo mừng, và cả thành đều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. Lại, Salomon đã ngồi trên ngôi nước. Các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua David chúa chúng ta mà tâu rằng, nguyện Đức Chúa Trời của vua làm cho danh Salomon tôn vinh hơn danh của vua, và khiến cho ngôi người cao trọng hơn ngôi của vua. Rồi vua cúi lại nơi giường mình và có nói như vậy: đáng khen ngợi thay Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy. Bây giờ, hết thảy các người dự tiệc với Adoniya đều bắt sợ hãi đứng dậy, ai đi đường nấy. Adoniya cũng sợ Salomon, đứng dậy, chạy nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Salomon hai điều đó rằng, này, Adoniya sợ vua Salomon, kìa người đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng, hôm nay, vua Salomon hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Salomon đáp rằng, nếu người ăn ở ra người tử tế,
thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi người, ác người sẽ chết. Vua Salomon sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adonija đến sấp mình xuống trước mặt Salomon. Salomon bèn nói với người rằng: hãy trở về nhà ngươi. Chương 2. Khi ngày của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng: ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se. Hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công, và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng: nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Con biết sự Giô-áp con trai Seruya đã làm cho cha, sự nó đã làm cho hai quan tướng của Israel là Abne con trai của Ner và Amasa con trai của Giê-the, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận dính vào đai nó thắt lưng, cùng vào giày nó mang nơi chân. Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên. Con hãy ở với các con trai Barzillai người Gala-át cách nhân từ, cho họ ăn đồng bàn cùng con, vì chính chúng nó đã đãi cha như vậy mà đến đón rước cha lúc cha chạy trốn trước mặt Absalom anh con. Này, còn kẻ ở với con là Shimei con trai Gera người Benjamin ở Bahurim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng nó xuống đón cha tại Giô-đanh, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng: ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. Bây giờ con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó. Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ. David an giấc với các tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Những ngày David trị vì trên Israel là 40 năm. Người trị vì 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Đoạn Salomon ngồi trên ngai David cha mình, và nước người được lập rất vững bền. Adonija con trai Hagit đến cùng Bathsheba mẹ của Salomon. Bà nói: ngươi đến có ý bình an chớ? Người thưa rằng: phải, có ý bình an. Người lại rằng: tôi có một lời nói cùng bà. Bà đáp: hãy nói. Người tiếp: bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi, và cả Israel đều mong thấy tôi trị vì. Nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi, vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. Vậy bây giờ tôi có một sự xin với bà, chớ từ chối. Bà đáp: hãy nói. Người nói: xin bà hãy nói với vua Salomon, vì người chẳng chối gì với bà, và cầu người cho tôi lấy Abishag người Shunem làm vợ. Bát-sê-ba đáp: được, ta sẽ nói với vua dùm cho ngươi. Bát-sê-ba đi đến vua Salomon để nói với người dùm cho Adonija. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lại bà, đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên tay hữu vua. Bà nói với vua rằng: mẹ có một việc nhỏ xin con chớ từ chối. Vua đáp: mẹ ơi, xin hãy nói, vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu. Bà tiếp: hãy ban Abishag người Shunem làm vợ Adonija là anh con. Nhưng vua Salomon thưa cùng mẹ mình rằng: cớ sao mẹ xin Abishag người Shunem cho Adonija? Cũng hãy xin nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi. Hãy xin cho người, cho thầy tế lễ Abiatha và cho Joab con trai Seruya. Vua Salomon bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng: Adonija có nói lời đó nghịch với mạng sống mình, bằng chẳng nguyện Đức Chúa Trời xử tôi cách nặng nề. Bây giờ tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm cho tôi vững vàng,
và khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa mà thề rằng Adonija sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay. Vua Salomon bèn truyền lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, xông đánh Adonija thì người chết. Đoạn, vua nói với thầy tế lễ Abitha rằng: "Hãy lui về Anatot trong đất ngươi vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va trước mặt David là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta." Như vậy, Salomon đuổi Abitha ra đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Heli tại Silo được ứng nghiệm. Tin này thấu đến Joab, và Joab đã theo phe Adonija dầu không có theo phe của Absalom. Người liền trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Người ta đến tâu với vua Salomon rằng: "Joab đã trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và kìa, người đứng bên cạnh bàn thờ." Salomon bèn sai Benaya con trai Jehoiada mà dặn rằng: "Hãy đi đánh giết hắn." Benaya đi đến đền tạm của Đức Giê-hô-va nói cùng Joab rằng: "Vua có nói như vậy, hãy ra khỏi đó." Joab đáp: "Không, ta muốn chết tại đây." Benaya đi thuật lại cho vua và tâu rằng: "Joab đã nói và đáp lại như vậy." Vua nói rằng: "Hãy làm y như hắn nói, hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta huyết mà Joab đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà David cha ta không hay đến chi cả. Ấy là Abner, con trai của Ner, quan tướng của đạo binh Israel, và Amasa, con trai Giê-the, quan tướng của đạo binh Giu-đa. Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu Joab và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời. Còn phần David và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi." Vậy Benaya, con trai Jehoiada, trở lên xông vào Joab và giết người. Người được chôn ở nhà người tại nơi đồng vắng. Vua đặt Benaya, con trai Jehoiada, làm quan tổng binh thay cho Joab, và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ thay cho Abiatha. Đoạn, vua sai đòi Shimei và nói với người rằng: "Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, chớ ra đặng đi đầu này đầu kia, vì khá biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Sết-rôn thì chắc ngươi sẽ chết. Huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi." Shimei thưa với vua rằng: "Lời ấy phải lắm. Vua chúa tôi phán dặn điều gì, kẻ tôi tớ vua sẽ làm điều đó." Vậy Shimei ở lâu ngày tại Jerusalem. Cuối 3 năm, xảy có hai kẻ tôi tớ của Shimei trốn đến nhà Akit, con trai Maaka vua của Gát. Người ta đến thuật điều đó cho Shimei mà rằng: "Kìa, hai kẻ tôi tớ ông ở tại Gát." Shimei trỗi dậy thắng lừa mình đi đến Gát nơi nhà Akit đặng tìm hai kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn bèn dẫn chúng nó về. Người ta thuật cho Salomon rằng Shimei ở Jerusalem đã đi đến Gát rồi trở về. Vua sai đòi Shimei mà phán rằng: "Ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo ngươi trước rằng, khá biết rằng ngày nào ngươi ra và đi đầu này đầu kia thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng lời tôi đã nghe thậm phải. Vậy cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi?" Vua lại nói với Shimei rằng: "Ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho David là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Salomon sẽ được phước, và ngôi của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời." Đoạn, vua truyền lệnh cho Benaya, con trai Jehoiada, người bèn đi ra đánh giết Shimei. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Salomon.
Thi Thiên 109. Hỡi Đức Chúa Trời, mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng, vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận hả ra nghịch tôi. Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược, vây phủ tôi bằng lời ghen ghét và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy giữ trả lành, lấy ghét báo thương. Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngày nó ra ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị góa bụa. Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có, kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai có lòng thương xót con mồ côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Bởi vì người không nhớ làm ơn, song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, và kẻ có lòng đau thương đặng giết đi. Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả, khác nào bằng cái áo. Sự rủa sả chuông thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, như cái đai để thắt lưng luôn luôn. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Nhưng hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa xin hãy hậu đãi tôi. Vì sự nhân từ Chúa là tốt, xin hãy giải cứu tôi. Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, lòng tôi bị đau thương trong mình tôi. Tôi qua đời như bóng ngã dài, bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào. Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, thịt tôi ra ốm không còn mập nữa. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó. Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giúp đỡ tôi, cứu tôi theo sự nhân từ Chúa, hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó. Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn. Còn kẻ tôi tới Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó, khác nào bằng cái áo. Bây giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông, vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người. Chương 11. Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba Anh và đốt hương cho tượng chạm. Dầu vậy, ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Ai Cập nữa, nhưng người Assyria sẽ làm vua chúng nó, vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó vì cớ mưu trước chúng nó. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng cao, song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên. Hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi được như ác ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy.
ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng lại hủy diệt Ephraim. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử, Ngài sẽ gầm thét. Các con cái sẽ từ phương Tây run rẩy mà đến. Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay và từ đất A-sê-ri như bồ câu. Và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 12. Ê-phra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Israel thì lấy sự lừa phỉnh. Giu-đa cai trị với Đức Chúa Trời và có lòng trung tín với Đấng Thánh. Ê-phra-im ăn gió, chạy theo sau gió đông. Mỗi ngày nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu. Nó lập giao ước với A-sê-ri và đem dầu vào Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với Giu-đa và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó. Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành có quyền nơi Đức Chúa Trời. Người có quyền hơn thiên sứ và được thắng, khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Nó là người buôn bán, cầm những cân dối trá trong tay mình. Nó ưa gian lận. Phải, Ê-phra-im nói rằng: thật, ta đã trở nên giàu, ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm, chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể. Ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri, đã thêm nhiều sự hiển thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. Gala-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong ginh ganh, nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng. Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram. Israel làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy. Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Israel ra khỏi Ê-díp-tô và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. Ê-phra-im chọc cho ta phát cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục cho nó nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.